chào buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 5 tây tháng 8 năm 2023. Đây là tin tức của Đài Mỹ, Đài CBS, Morning News, ABC News, ABC News. Mình tên Andy Nguyễn sẽ dịch cho mọi người nghe tin tức trực tiếp từ Đài Mỹ. Họ nói cái gì thì dịch cái đó ha. Chào buổi sáng tất cả nhà. Ồ, nghe giờ là buổi trưa mới phải nha. Chào buổi trưa tất cả mọi người. Hôm nay là bữa thứ bảy ha. Chúc tất cả chị em cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe nha. Here we go, để Andy đọc C2, uh, những cái người mà viết uh, xuống ha. Uh, hồi nãy là uh, Andy đọc tới đây là hy vọng không miss ai nha. Uh, chào uh, buổi sáng uh, luôn cô Hoàng, uh, Cam uh, Trương Is that Cam Trương right? Cam Trương, uh, Kim Ly Duyên Gô, Trinh Bùi. okay, here, here we go, đây ba. là chào của đài nha, NBC báo à. cho chúng ta biết tình Bùi. Sáng ngày hôm nay, ai mà thích về à, mặt trăng, da um, yeah, mặt trăng tại tháng 8 này là trăng tròn đó. Here we go, take a look at this. Đây là tháng 8 này, có rất là nhiều, họ kêu là super moon, là mặt trăng rất là đẹp và nó tròn quay luôn. À, nhiều chỗ trên thế giới có thể nhìn thấy. À, trong tháng 8 này đó là cái ngày mà rất là nhiều ngày cái mặt trăng mà rất là gần vô trái đất của chúng ta. Trái đất của chúng ta thì có rất là nhiều mặt trăng ở xung quanh trái đất. Nhưng mà cái mà mặt trăng lớn nhất đó là chúng ta nhìn thấy thôi. Đối với cái mặt trăng, đối với loài người chúng ta thì từ trước tới giờ thì rất là hứng thú về nó giống như vào tháng 7 ngày 20 tây 1969. Đây là hai ông này ông Armstrong và ông này là hai ông phi hành gia là người đi xuống mặt trăng đó. Đó là người loài người đầu tiên à, bước lên trên mặt trăng. Đó là của Hoa Kỳ đó là hai ông này. Đối với chúng ta thì kêu đó là mặt trăng nhưng mà thật sự ra nó là như vậy. Tính ra xung quanh trái đất của chúng ta đó ở ngoài sâu lầu ở phía ngoài kia là có khoảng chừng 200 cái mặt trăng khác nhau. À, cái trái đất, mặt trăng, đó là cái mặt trăng gần nhất của trái đất. À, cách trái đất của chúng ta là khoảng chừng 1.080 mèo. Nếu mà theo của NASA đưa ra như vậy, với tỷ nhiên trái đất của chúng ta bự giống như cái tờ 5 cent. À, cái trái đất à, bự như vậy thì cái mặt trăng nó bự khoảng chừng bằng cái hộp cà phê vậy đó của à, tính ra từ trái đất tới mặt trăng là cái mặt trăng nó bự cỡ như vậy you know, until... giống như chúng ta kêu cái mặt trăng hiện tại trong lúc này đó là mặt trăng là tại vì nhiều người cũng không biết rõ là có thật sự bao nhiêu cái mặt trăng ở ngoài kia đây cái ông này là một trong những người mà đã nhìn thấy ổng uh, kiếm được là bốn cái mặt trăng nữa vòng quanh trái đất đó uh, mỗi khi hai uh, À, mỗi khi uh, hai second đó, mỗi khi một second thì cái uh, mặt trăng nó đi khoảng chừng hai mau xung quanh trái đất của chúng ta. Có nghĩa là mỗi giây đó là cái mặt trăng nó đi vòng quanh trái đất đó uh, là hai mau À, có nghĩa là 2.000 mau đi trong một tiếng đồng hồ. À, cái mà chúng ta nhìn thấy mà nó sáng chói hơn cái mặt trăng, chúng ta kêu là mặt trăng, đó là mặt trời. Đây là đứa nhỏ này muốn hỏi về cái chuyện mà cái mặt à, trăng và mặt trời như thế nào lúc mà cái ngày lễ Memorial Day lúc đó đài cũng đưa lên nói về mặt trời. Um, đứa nhỏ này hỏi với tỷ như mặt trăng với mặt trời nó khác nhau như thế nào và với tỷ như có người ở trên đó thì làm sao sống trên đó? Friend, Đây là cái câu hỏi này thì đài đã hỏi cái người phi hành gia. À, mặt trời nó giống như một cái ngôi sao, à, cái mặt trời đó lý do mà mình nhìn thấy nó lớn như vậy đó là mặt trời nó chói sáng, đó là tại vì cái mặt trời nó gần cái trái đất của chúng ta cho nên nhìn nó trái sáng lên vậy thôi. Với tỷ những cái sao ở những chỗ khác thì nó xa đó, cho nên chúng ta nhìn thấy nó nhỏ nó kêu bằng sao chứ thật sự với tỷ nhưng mà lại gần những cái sao đó thì nó bự giống như cái mặt trời thôi à khi mà chúng ta đang gần cái sao bự này là kêu bằng cái mặt trời đó cho nên nó có cái ánh sáng nó chiếu vô rồi nó có sức uh, sống thì đó là chúng ta kêu là mặt trời à sao go nha nó dễ hiểu chút xíu nó là vậy còn đây là của đài báo cho chúng ta biết thêm tin buổi trưa ngày hôm nay. Ha, ngay bây giờ buổi trưa rồi nha. Đây là của đài hay CBS báo cho chúng ta biết. Đây là vào lúc năm 2022 ở ngay cái, cái hồ nó kêu bằng Great Lake ở bên Utah. Lúc đó là bên Utah, nước nó rút xuống rất là nhiều, rất là thấp experienced its driest year 128 năm chưa từng thấy ở bên Utah nó bị hạn hán mà nước rút xuống trở thành như vậy. Lúc đó là nước nó hút xuống làm cho nguyên cái hồ ở đây nó trở thành nhìn thấy cái đáy của hồ đất nước đủ hết trơn xảy ra. Làm rất là khó khăn để mà À, sống sót đó. Winter, Mới vừa mùa đông vừa qua ở bên Utah, tuyết rơi rất là nhiều. À nhờ như vậy đó, thì cái chỗ Utah nằm ở ngay cái chỗ kia bằng Salt Lake City trong lúc này thì nó có bắt đầu nước trở lại.

Bà nói là à, lần trước đó, Salt Lake City, chỗ này từ từ, nó chết từ từ đó. À, đài nói cho biết là hồi năm rồi, có mặt ở đây, chỗ này nó khô khan Nó kêu bằng bone dry là nó khô tới mà thấu xương luôn. À, nó không còn gì hết. À, nó khô từ đây tới bút ở ngoài kia. À, ngay lúc này đó là tàu người ta bắt đầu đi trở lại thì ngay bây giờ nhìn thấy khá chút xíu đó. hồi năm rồi cái hồ ở đây nó bị nước rút xuống rất là thấp, thấp chưa bao giờ thấy trong cái kỷ lục xảy ra. À, cái hồ ở đây khi mà nước rút xuống càng à, thấp thì nó nước mặn đó quá mặn đi làm cho mấy cái con vật ở đây không có thể nào sống được cho lắm. À, nhìn thấy hiện tại có những con bùa hông nó dọc dài những cái chỗ nước như vậy. Đó có nghĩa là nước bây giờ nó càng ngày nó trở lại nhìn thấy cuộc sống trở lại ở ngay cái hồ ở đây. Theo bà này, bà rất là exciting, rất là hứng thú, tại trong lúc này cái hồ bắt đầu sống lại đó. À, bà nói là bắt đầu có sự sống đâu ra đó, trái đất của chúng ta nhìn thấy ở đây, nó có cá đó, à, đất đai đâu ra đó đây cũng có nghĩa là nói với chúng ta, với tỷ như chúng ta có thể đưa nước tới cái hồ chỗ này thì cái hồ này tự động nó sẽ làm tốt trở lại đâu ra đó về cái mà phải đợi đợi mẹ thiên nhiên để mà có tiết rồi sau khi đó mới đủ nó nước nó tan tràn xuống dưới này thì đây cũng gặp rất là khó khăn sắp tới. Trong vòng 40 năm rồi, Utah chưa có thấy tiết nhiều như vậy. Khi mà tiết nó tan, rồi nước nó tràn xuống đây để tràn vô ngay cái hồ Great Lake.

đây là khi mà ông đó ông đo cái độ nước ở đây thì mới nhìn mới biết là cái độ nước mà hồ nó bao nhiêu đó trong lúc này nước bắt đầu nó trở lại ngay cái hồ đó thì nhìn thấy nó cá chút xíu đó còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết đây là sân bay ở ngay international airport nằm ở bên Philadelphia take a look at this. À mọi người nhìn thấy là ở sân bay đó có những con chó của cảnh sát để đó và con chó nhìn rất dễ thương mọi người có thể đi ngang vuốt đầu nó nữa. Nhưng mà chưa có từng thấy ở trong sân bay có những cái con pet nó như vậy. Đây là mấy con bớt bự như vậy đó. Đây là trong sân bay mà cũng vừa nói về những cái con vật cho tất cả những đương nít người lớn xem đó. Ở ngay cái terminal bên Philadelphia, ở trong cái uh, sân bay đây thì nhìn thấy nhiều cái con vật đó. Ồ uh, ờ, mọi người biết cái con đó Con gì không Con Armadillo uh, đó Là ở Texas đó Khi mà chúng ta chạy uh, đường yeah, Cái này là ở bên Texas Vào mùa hè này nè Hồi trước đó có nhiều cái con này lắm Nó đi lang thang lang thang gì đó Trên đường highway đó Mình lại gần nó mình đụng nó Cái nó cuốn tròn lại giống như cái trái uh, banh gì đó Ở đây là một tháng Thì cái ở bên sân bay đó của sở thú họ đem vô trong bay những cái con thú vàng lần. Đây là nói là đa số người ta tới sở thú người ta không có gặp mấy cái con thú giống armadillo rồi con này nọ. À không phải nha, tới sân bay không có gặp những con thú như vậy. đây là từ ở sân bay bên philadelphia họ đưa ra ngoài uh, từ sở thú đưa ra sân bay đó họ làm như vậy đó cho người ta hiểu biết thêm và cả luôn những cái người mà đi tới sân bay ở philadelphia thì được biết thêm về con thú và họ hứng thú rất là nhiều oh. À đây là cái ông đó ông nói nhìn tưởng đâu con giả nhưng mà là gần rồi đó thấy nó nhúng nhích thì mới biết là con thiệt đó. À, cái gia đình này trước khi đi tới Dallas à uh, Texas đó thì họ cũng uh, uh, đứa nhỏ 5 tuổi này đụng vô thử con vật nó như thế nào đó. We go. <laughs> đây là nói là khi mà mấy đứa nhỏ lên sân bay thì nhiều đứa nó sợ đủ hết. Thì ở ngay Philadelphia họ sợ thú một tháng họ đem vô những con vật một lần để cho mấy đứa nhỏ không có bị stress đó, thấy vui lên sân bay thấy vui hơn. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết trên buổi sáng ngày nay. Đây là chiếc xe bus bị tai nạn Chiếc xe bus này đáng lẽ đi chơi rất là vui vẻ Chở khoảng chừng 30 đứa nhỏ à, Ngay nhà thương chỗ này là đã chứa 7 đứa nhỏ Rồi à, những đứa nhỏ khác bị thương thì đi tới cái nhà thương khác nữa Um, đây là theo Dispatch nói cho biết là chiếc xe bus bị lật ngang, ít nhất là có khoảng chừng 30 người đã bị thương. Và chúng tôi đây có rất là nhiều xe cứu hộ tới đây, và xe cấp cứu cũng tới đây nữa. Vào and... buổi sáng ngày hôm nay thì họ đang điều tra, điều tra có lý do tại sao xe bus tự nhiên bị lật như vậy bị lật ở trên đường highway. À, khoảng chừng 17 người là đang nằm trong cấp cứu, còn 11 người khác là bị thương. Xe bus này là chứa khoảng chừng 30 đứa nhỏ. À, tất cả những trẻ em trong đây từ 13 cho tới 18 tuổi. Was on the way back from a YMCA summer camp program when it lost control on Friday afternoon. Chiếc xe bus này đang chở mấy đứa nhỏ đi cắm biển đi trở về rồi không biết chạy làm sao đó xe bus bị lật luôn. À cái xe bus ở đây đó là bị hư ở phía bên hông. Rồi ngay cái bánh xe đây khi mẹ xe thâu đang kéo. À, theo của được biết rõ ràng, đây là chiếc xe bus chở học sinh à, đi chơi dậy. Rồi xe bus tự nhiên bị lật ngang như vậy nè, trên highway, thì có rất là nhiều người bị thương. Tất cả những học sinh ở trong xe bus này đều đưa vô trong nhà thương hết. À, những cái uh, người mà trẻ em mà trên 14 tuổi bị thương nặng thì đưa tới AI uh, Boyer còn uh, dưới thì đưa tới chỗ khác. Age, camp, usually... à, mấy đứa nhỏ này là đã đi camping một tuần ở quay <laughs> à, đó là cái chỗ mà chứa những trẻ em từ 2 tuổi cho tới 11 À, từ lớp 2 cho tới lớp 11 nha không phải 2 tuổi à, mấy đứa nhỏ đó là ở ngay chỗ kem mình này chơi à, là bơi xuồng, rồi cả luôn là tập bắn cung chơi những trò chơi ở ngoài trời à, mỗi tuần đó ngay chỗ này thì xe bus chạy ra vô để chở mấy đứa nhỏ ra vô ra vô mỗi tuần như vậy theo ông CEO coi của ngay cả phạt ở chỗ đó, Champion cho trẻ em nói cho biết đây là lần đầu tiên yên từ trước tới giờ chưa có chuyện như vậy xảy ra. Ok, đó là của đài ABC báo cho biết nhà cái tai nạn của xe bus đó. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin buổi sáng ngày hôm nay. Đây là ở Singapore, Minnesota Đây là cái tiếng của những cái máy đang làm việc. Cái cơ sở này là hồi lúc trước là nhỏ thôi nhưng mà trong ông 3 năm nay là tăng lên cấp đôi. à mỗi phút đồng hồ cái máy này có thể phát tổng cộng là 600 cái unit những cái uh, thùng đồ ăn như vậy. À, Đại hỏi ông sếp của cái hãng này hiện tại đây là kinh tế nó đang khá hay là nó đang chậm trở xuống? À, theo ông nói, chúng tôi nhìn thấy cái kinh tế nó vẫn còn rất là khá. Ông CEO này là ông muốn nhận thêm khoảng chừng từ 40 cho tới 50 người làm nữa. À, đây là nhận nhưng mà nhận làm sao những người làm đâu ra đó đó cũng gặp rất là khó khăn. À, những cái người làm ở trong cái hãng ổng thì đều phải có cái bằng của kỹ sư ít nhất là 4 năm. hoặc là họ phải có bất cứ cái công việc hoặc là có bằng ở trong làm về robot. À, ông kiếm những cái người làm ông dưới trong hãng ông là như thế nào? Một trong những cái đó là cái người phải tánh từng tốt đó trong làm việc. giống như cái cô này là 20 tuổi, hiện tại là cô ta đang làm hai uh, 27, 27 đồng một giờ. Uh, cô ta không có thiếu nợ gì cả, mới 20 tuổi thôi. À, uh, cái cô ta nói thường cô ta đi chơi với bạn của mình, cô này mới 20 tuổi thôi, làm 27 đồng một giờ đó. Cổ nói khi mà cổ đi chơi với bạn thì cổ không có lo cho lắm về tiền xài như thế nào, đi đâu, ra làm sao. Tại vì có công việc này. Ở bên Minnesota, cái công việc làm bên đây là có 2.9%. Đó là cái số người mà thất nghiệp đó. Thì tính ra bên Minnesota, số người thất nghiệp nhất à, thấp nhất ở trên Hoa Kỳ. Ở bên Minnesota có 185.000 công việc đang mở ra trong lúc này. Đó là cái số mà nhiều ở trong kỷ lục đó. À trong lúc này cái công việc làm thì nó cũng không có nhiều trên Hoa Kỳ giảm xuống nhưng mà tiền lương đó là nó đang tăng lên là 4.4% à, trong vòng một năm. Còn tính chung lại hết trên Hoa Kỳ, số người mà thất nghiệp trên Hoa Kỳ nó đang giảm xuống, nó đang nằm ở cái mức là 3.5%. Theo bà Phó Tổng thống của Hoa Kỳ nói, hiện tại chúng ta nhìn thấy cái công việc làm của trên hoa kỳ báo cho biết là cái số người thất nghiệp bao nhiêu như thế nào thì chúng ta cũng nhìn thấy rõ là cái chương trình của ông joe biden về công an việc làm thì nó đang rất là khá ở trong cái chỗ công việc này đó thì anh đó anh nói à, học và càng học thêm càng nhiều thì mình càng được trả thêm nhiều tiền ở làm ở đây những cái người mà học về làm bằng robot à, gắn dây nhợ như thế nào như thế nào thì có thể làm cho tới à, khoảng chừng 100.000 một năm đây là cái uh, tiền lương rất là khá đó về mà robot uh, sau này đó còn đây là của đài NBC News báo thêm cho chúng ta biết tin buổi sáng ngày hôm nay ở ngay cái góc đường này đó là những người di cư ở bên New York tới đây ở đây người ta ngủ trên đường phố gần cả mấy ngày trời ở đây nhìn thấy những cái hình ảnh những người di cư họ nằm chồng chất với nhau như vậy đó. Họ đang đợi, đợi để có cơ hội để mà vô trong cái hotel uh, Roosevelt chỗ này ở. Cái uh, hotel chỗ này biến thành cái chỗ mà giúp đỡ cho những người di cư ngủ ở trong đó. À, theo được biết là cái thành phố ở đây họ không có đủ chỗ để chứa những người uh, di cư tới như vậy cho nên người ta phải ngồi đây đợi sắp hàng đó và wow, thấy cổ trong đây là ở Hoa Kỳ đó, nằm bên New York phải xếp hàng như vậy nè à, đây là mới hồi tối hôm qua thì tới sáng nay là đây mất tiêu hết theo của thành phố báo cho biết là khoảng chừng có mấy trăm người mà nằm ngủ ở ngay con đường chỗ này à, họ đã được đưa tới ngay cái nhà thờ nằm ở bên Queens à, theo được nhà chức trách báo cho biết là họ đã nói chuyện với nhà thờ thì nhà thờ là có chỗ mới đưa những người đó tới rồi sau khi đó thì những người làm trong thành phố là dọn dẹp ngay cái chỗ này ngay lập tức. À, đây là theo những cái người đây nói là thành phố New York là đang kêu bằng chơi cái chiêu của chính trị à, bỏ những cái người mà à, di cư như vậy nằm lang thang trên đường Um, chứ không có chịu giúp họ Now, và trong lúc này nói là cái thành phố New York họ đang dọn dẹp cho mấy cái chuyện này nhìn không có thấy nữa um, theo cái người đó nói cho biết là thành phố New York uh, họ dùng những người di cư như vậy đó làm thành một con chốt trong chính trị đó là muốn uh, của chính phủ của Hoa Kỳ cho thêm nhiều tiền để mà thành phố New York và cũng đưa ra làm như vậy kêu người ta đừng có tới đây nữa của City Hall thì họ nói họ không có chấp nhận những cái gì mà của người ta nói về chuyện này. Nói, uh, theo Ho nói là những cái gì mà họ nói vậy đó là làm, làm cho mất mặt mũi của ở bên New York. <laughs> à, theo cái người xếp của trong thành phố New York nói cái chuyện này đó hy vọng là không có xảy ra một lần nữa và cố gắng sẽ uh, làm cho không có chuyện này xảy ra. Người ta phải ngủ trên đường phố như vậy đó, đầy hết trơn đó. <laughs> And Mayor Eric Adams heard it from à, đây là nhiều người la lên nói là thành phố new york là làm lần này không có xong đâu ra đó lúc đó là ông thị trưởng của new york đang đứng nói chuyện thì người ta mới la lên ta nói như vậy đó là khi ông thị trưởng tới ngay cái chỗ này viếng thăm những cái người nằm lang thang bên ngoài đó À, theo ông nói là New York hiện tại đang nằm trong cái tình trạng là cũng đang thiếu hụt rất là nhiều và ông nói bắt đầu từ lúc đó thì tất cả chuyện gì nó cũng càng tệ nữa tại vì New York không còn chỗ nữa theo của thành phố đang định biến đổi trở thành hai cái chỗ À, sao tại chỗ này à, biến lại cho những cái người mà tới đây để xin định cư trên Hoa Kỳ đó để mà làm giấy tờ. Đây là một trong cái chỗ mà bên thành phố New York họ đã mở rồi à, cho những cái người di cư vô làm giấy tờ à đài đã được vô trong này quay và cũng được báo cho biết ở đây đã đông nghẹt hết rồi cái hotel này đó là nằm ở bên trong khi mà những người ta tới đây xin định cư là đây là cái chỗ người ta tới trước ở bên new york à theo của chính phủ bên new york báo cho biết là ở đây có rất là nhiều người tới Mỗi ngày ở đây là đông nghẹt luôn để làm giấy tờ đó. Ok, đó là của đài báo cho biết nha. Tới ngày hôm nay bên New York nó trở thành vậy ha. Số người tới càng ngày càng đông. Thì ta sao go đông nghẹt luôn đó trong lúc này. Còn đây là của đài NBC báo thêm cho chúng ta biết tin buổi sáng hôm nay. Đây là nằm ở bên Florida. Cái chỗ này đó là cái chỗ trò chơi đó. Chỗ Galaxy Road thì trong lúc này đang đóng cửa. Đó là có một đứa nhỏ chơi cái trò chơi ở đây. Thì văng từ ở đây rớt xuống đó. À, từ ở trên rớt xuống khoảng chừng 20 feet. Sau khi đó đã được đưa vô trong nhà thương. And are with the child and their theo của Fun Spot uh, nói cho biết là họ đang uh, cầu nguyện chung với gia đình là đứa nhỏ được uh, lành đó. And we pray for a theo cái anh đó tới đây chơi rất là nhiều lần đây là cái trò chơi mà đứa nhỏ tự trên văn xuống đó thì fun spot đó uh, uh, cái người đó nói người đó đã chơi cái trò chơi này rất là nhiều. À, theo anh đó nói là cái này cũng mất tiền đó. Đây đi vòng 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 nhưng mà mất tiền nhưng mà tự nhiên sao có đứa nhỏ bị thương đó. Hiện tại thì theo chính phủ bên Florida họ nói họ phải cần kiểm soát lại hết à, tất cả những cái rai đây. Um, cái trò chơi chỗ này tạm thời đóng cửa để cho điều tra um, theo được báo cho biết là giới tỷ người nào mà cao uh, 14 in thì mới được uh, lên trên cái chỗ này ngồi chơi uh, nếu mà um, cao thì được ngồi chung với gia đình của mình còn thấp hơn thì không được đó à, với tỷ mình là 4 feet trở lên thì 48 in đó thì mình đi một mình được còn với tỷ mình nhỏ là phải ngồi chung với gia đình mới cho đi cái vai này à, đó có nghĩa là đứa nhỏ khoảng chừng 6 tuổi có thể là cao như vậy. Đây là không biết lý do tại sao mà ngồi trên đó bị văng. Cái bà đó nói, tôi đây, có đứa cháu của tôi ở đây, à nhỏ vậy mà lên đó ngồi mà bị tai nạn, rất là buồn. Theo của chính phủ ở đây, họ nói họ coi lại nguyên cái ride này, cái trò chơi này thì thấy là bình thường, không có bị cái gì hết trơn đó của trong cái ride này và họ nói họ xem thấy nguyên cái trò chơi đây là làm đúng theo chương trình đâu ra đó mà như vậy thì cũng không biết là lý do tại sao và làm đúng theo cái chương trình của cái chính phủ địa phương và cái game này chơi như thế nào thì làm đúng y hệt như vậy. Ok đó là của đài báo cho biết nha thêm một đứa nhỏ nữa uh, cái roller coaster À, bên Florida bị té đó à, từ trên xuống liên tiếp hỏng rài có nhiều cái trò chơi bị té lắm còn đây là của đài NBC News báo thêm cho chúng ta biết tin buổi sáng hôm nay còn đây là hiện tại chính phủ bên Florida cũng đang bị đối mặt người ta nói về cái chuyện mà trường học đang sửa soạn trở lại ở bên Florida thì ngay bây giờ chính phủ bên đây cũng đang bị trục chặt vấn đề ở đây đó là trong lúc này thống đốc bên florida đưa ra một cái chương trình đó là tất cả những cái trường học của bên florida phải đưa ra nói vậy đây là trường học ở trong à, trung học đó đó là nói là bên thống đốc bên florida đưa ra nói là phải kèm vô trong cái trường mà dạy học của trong trường trung học phải nói rõ ràng là trong đó là nói về những người mà nô lệ của hồi xưa lịch sử đó là một uh, những cái người nô lệ đi làm nô lệ còn học thêm được nhiều cái nữa à làm nô lệ thì nó có lợi cho sau này thì theo thống đốc florida nói đó À, làm cho những cái người ta mới đứng ra người ta nói không thể nào tưởng tượng mà thống đốc lại nói cái chuyện như vậy thì làm cho rất là lộn xộn đối với thống đốc của Florida có một số người thì họ đưa ra họ nói nói là về cái chuyện mà à, hồi xưa mà nô lệ đó thì làm gì nô lệ mà nó có một cái gì mà tốt ở trong cái chuyện nô lệ đây là ông De Santis đó ông mời bà à, ông thách đấu đó đây là ông mời mà cũng vừa thách đấu ông nói bà phó tổng thống của Hoa Kỳ có thể qua để mà đàm à, phán về cái chuyện mà nói về cái chuyện mà nô lệ như thế nào như thế nào bà ta lên trên đài nói chuyện mà bà không có nói thẳng về ông à, thống đốc của Florida bà nói uh, như vậy không có cái chuyện bàn thảo không có chuyện mời mọc không có chuyện gì cả không có chuyện gì bàn thảo hoặc là đưa lên bất cứ cái gì nói về cái chuyện mà chuyện sự thật mà những người nô lệ những người nô lệ là không có cái gì mà uh, kêu bằng nô lệ để mà học hỏi mà có lợi cho tương lai thì cái đó là không có sự thật cho nên không có gì bàn thảo hết trơn đó no về làm nô lệ thì không có gì kêu bằng mà khá hết trơn đó cho nên nói một câu mà theo thống đốc nói là không có đúng đó đó là bà nói thôi, bà không có nói thẳng về ông thống đốc Florida, nhưng mà ai cũng biết là bà đang nói về này đó. Ông nói đây là hồi xưa là nô lệ là nói như vậy mà đúng y hịch như vậy đó, ông tỉnh queo vậy đó. Và ông nói trong đó là à, của Africa, America hồi xưa là nói rõ ràng về chuyện đó. Ông nói đó là chuyện sự thật xảy ra của bên À, Africa, America cho nên nó là như vậy ok rồi tới đây là Andy phải ngừng nha nghe bây giờ họ báo cho biết là run out time rồi có gì thì Andy sẽ hẹn gặp tất cả anh chị em vào buổi tối, vào 10 giờ tối báo thêm tin tức cho vui nha, Ngay bây giờ phải ngừng thôi à, mong, ồ sẵn đây Andy nói luôn anh chị em nào thích coi chương trình UNV mong mọi người nhấn like chia sẻ cho đông đông người xem để đài cho thêm nhiều thời gian để báo tin tức cho vui ha tới đây phải ngừng nha ai viết gì đó Andy đọc up like sao À, oh, chúc tất cả anh chị em có một cuối tuần vui vẻ và mạnh khỏe. Have a great weekend. Take care everyone. Gặp sau hết. Bye bye. All.